trận đấu giữa Australia và Ấn Độ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2024 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng B vòng chung kết bóng đá châu Á ASEAN Cup 2023. Ở giải năm nay, Australia được đánh giá là một trong những ứng viên cho chức vô địch ASEAN Cup 2023. Dựa trên màn thể hiện của họ tại World Cup 2022 nơi Australia lọt vào vòng 16 đội và sau đó dừng bước trước Argentina, đội đoạt chức vô địch sau đó. Đội bóng xứ chuột túi đã có khởi đầu mạnh mẽ tại vòng loại World Cup 2026 khi thắng Bangladesh 7 0 và có chiến thắng 1-0 trước Palestine. Mới nhất, Australia cũng có bước chạy đã hoàn hảo cho ASEAN Cup 2023 bằng chiến thắng 2-0 trước Bahrain. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graham Arnold, những chú chuột từ Úc sẽ trông cậy nhiều vào những nhân tố chủ chốt như Matthew Mitchell, Michel Duc hay Jackson Irvine. Để hướng đến danh hiệu cao nhất, bảng đấu này được xem là vừa miếng với Australia khi đối thủ của họ chỉ là Ấn Độ, Syria và Uzbekistan, trong đó đối thủ mạnh nhất là Uzbekistan. Ở trận gia quân, Australia sẽ chạm trán với Ấn Độ, đội bóng kém họ đến 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Xét về mọi mặt, Ấn Độ không có cửa so với Australia. Huấn luyện viên Igor Stimak cũng thừa nhận điều này. Australia đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất và tất cả chúng ta đều biết khả năng của họ. Họ thường xuyên tham dự vòng chung kết World Cup và hầu như luôn vượt qua vòng đấu bảng, huấn luyện viên Stimak nói. Dưới thời Igor Stimak, Ấn Độ thường xuyên đánh bại các đội bóng có thứ hạng thấp hơn như Nepal, Myanmar hay Mông Cổ. Tuy nhiên, khi đối đầu với các đội mạnh hơn, Ấn Độ cho thấy mình là một đội bóng yếu bóng vía khi thua đến 11 trận từ cuối năm 2019 đến nay trước các đối thủ như Lebanon, Việt Nam hay Iraq. Ấn Độ để thua 4 trong 5 trận gần nhất trước Qatar, Malaysia, Lebanon và Iraq. Chiến thắng duy nhất của họ là trước Kuwait. Australia chỉ có 6 cầu thủ có ít nhất 20 lần khoác áo tuyển quốc gia. Hầu hết cầu thủ của họ đang thi đấu tại các câu lạc bộ của Scotland, Bỉ và các giải hạng 2 của Đức, Anh. Trong khi đó, toàn bộ cầu thủ tuyển Ấn Độ đều đang thi đấu trong nước họ vẫn rất phụ thuộc vào tiền đạo Sunil Chechi năm nay đã 40 tuổi và đang ở rất gần thời điểm giải nghệ. Australia được đánh giá vượt trội so với Ấn Độ. Lần gặp nhau gần nhất của hai đội là vào năm 2011, nơi Australia thắng cách biệt với tỷ số 4-0. Với đẳng cấp hơn hẳn, Australia nhiều khả năng sẽ lại giành chiến thắng đậm trước đối thủ này. Được biết, vòng chung kết ASEAN Cup 2023 diễn ra tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 đến 10 trên 2, quy tụ 24 đội bóng được chia thành 6 bảng. Theo thể thức, các đội sẽ đá vòng tròn để chọn ra những đội nhất nhì cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1-8. Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng D với các đội tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Philip Chusie là vượt qua vòng bảng. Trước đó, tại ASEAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã góp mặt tại tứ kết. Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023 vào ngày 14 tháng 1 gặp tuyển Nhật Bản, đội bóng được đánh giá cao nhất bảng và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau đó, những chiến binh sao vàng sẽ gặp Indonesia ngày 19 tháng 1 và tuyển Iraq ngày 24 tháng 1. Bên cạnh các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ còn chú ý tới các trận đấu hấp dẫn khác, nơi những đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar hay Iran đang hướng tới mục tiêu giành chức vô địch.